Thanh Thanh Hiền xin kính chào quý vị, chào tất cả các bạn. Sắp tới, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, vào ngày 9 tháng 12, sẽ diễn ra chuỗi sự kiện Hoa Dương Beauty Days lớn nhất trong năm. Vậy, Hoa Dương Beauty Day là gì? Đó là chuỗi sự kiện, là lễ ra mắt nhãn hiệu HD Collagen Dream và vinh danh các đối tác chiến lược cùng với sự góp mặt của nhiều đại lý lớn nhỏ trong ngành làm đẹp. Đặc biệt sẽ có những chuỗi đào tạo chia sẻ nhằm nâng cao kiến thức, tư duy, kỹ năng về sáng tạo nội dung, thương hiệu, nhân hiệu để nâng tầm doanh nghiệp của mình. Hơn nữa, đồng hành cùng Hoa Dương Beauty là các đối tác chiến lược Eva Sinh, một trong những học viện thẩm mỹ quốc tế hàng đầu Việt Nam, sẽ mang đến cho các bạn những cập nhật mới nhất về các bí kíp làm đẹp đẳng cấp quốc tế. Sự kiện hứa hẹn đem đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời với sự có mặt của rất nhiều người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là một sự kiện vô cùng thú vị và chắc chắn Hiền cũng sẽ tham gia và cùng với mọi người giao lưu bật mí những bí quyết giữ mãi tuổi thanh xuân. Hẹn gặp lại các bạn, học viên Eva Sinh tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày 9 tháng 12 năm 2023.